cái cây này thì bao nhiêu tiền anh ạ? 400 một cây, đổ đồng. À, đồng, đổ đồng, đổ đồng. Cây tròn hết. Đổ đồng, đổ đồng. Quần quải. Liên hệ theo số nào nhỉ? Đọc lại cái nhỉ? 032 6292 514 Hải An Khánh. Đấy. Và mua cây xong lại khuyến mại và cho bảo sơn trừ một ngày. Đấy, anh em thấy nó có. Như vậy các em gái, hấp dẫn không? Được đâu. Phải bạn gái. Bạn gái mà loa phải to ấy được. Loa to cho bảo sơn xem như voi ỉa. Đấy này, xách tay này. Chắc này có cỗ. Hôm nay mùng 5 tháng 5. Ừ đúng rồi. Hôm nay mùng 5 tháng 5. À, giấy này, giấy tím này nó mình. Đấy. Đấy, mới mua hơn 3 củ. Vàng cắp nách. Chậu không là đắt. Giờ này chậu không là đắt. Con này khi phải để lên đây nhỉ? Con này cái chậu này là đắt. Đừng nói đến. Đây là ông nào đá mà thôi. Cái xanh 3,5 triệu ạ. Xanh nào bè á. Chậu đắt nói mắt. Chậu này 1 triệu. Đấy. Chơi xung quanh luôn được. Đẹp đấy. Đây là gì đây em? Đây là giấy anh ạ. 40 triệu, 8 triệu anh ạ. Lại phải có cái kỷ nha. Đây một chút mà nào. Không anh ạ, nước anh. Đây của bác mình. Anh uống nước gì anh? À Tuyền. Vâng. Hôm nay này đem cây đẹp ra đây hả anh? Đồ này gặp ông Thức kia ông lại vụt mất thì chết. Sạch sẽ nha. Cắt giật nha. Cái này chơi mặt nào cũng chơi được không ạ? Xoay xung quanh đều chơi được. Cái này trồng thấp thấp hơn tí. Cái này là tính Huế. Tính Huế. Để tím thương thì chết rồi. Vẫn phải chơi mặt này. Trồng thấp hơn tí đấy ạ. Này ngồi uống trà hợp lý rồi đấy. Bây giờ các ông cứ mang đây cho mình uống trà nó ngon được. Cứ thèm thì ngon gì anh. Không ai chơi đâu không bán. À, bây giờ nắng ráo mới có người đi chợ. Ô bán cái chậu hay sao ấy nhỉ? Mất chậu à? Đây bán chậu chỗ này hiếu đây. Thế cái chậu hôm nọ bán chưa? Chưa. Bao tiền chậu ấy nhỉ? 300. Mà hôm nọ ông ở Sài Gòn ông bảo có gửi vào cho ông không? Này, bao tiền? Bao tiền? Hả? Ông hỏi bao tiền? Ông trong Sài Gòn gửi vào cho ông. Ông nào? Biết chó đâu gọi hỏi. Gửi thôi. Ok, thế để em bảo gọi anh nhá. Vẫn còn là được. Đấy. Hôm nay có bí ngô ăn rồi. Đấy, có bí ngô ăn rồi. Bí này nhiều ruột lắm. Ok, được đấy. Về đấy à? Em chẳng ngại rồi anh. Cái này bán bao tiền đấy em? Dạ, cây đấy 3 triệu anh ạ. 3 triệu, được anh. Cái này hình như không bán vạn tuế nữa nhỉ? Này bỏ nghề rồi anh. Dưới. Chịu khó giàu à? Mày nói chuyện hay đấy nhỉ? Bắt đầu có khách đấy. Tưởng bác Tám bánh mì vừa mua của gọi là tưởng có cái cuộc giao dịch của bác Tám bánh mì với bác Tám Nguyễn mà này. Hai bác Tám với nhau là 8864 mà cuối cùng không xong. Hai người Hùng tên Tám với nhau.
phê nhá. Thế cuộc sống đến thế là cùng. đu đưa thế kia. Thầy bảo nằm võng là không được chổng chân ra ngoài. Cho mượn để cắt chứ không cắt nữa ta. Mẹ muốn cắt đây là cúi đèn. Ây cha, à. Này nó cũng phải tầm 60 năm tuổi rồi. Đây gọi là cũ của xanh. Ừ. Mặt võng trên đường Trường Sơn. Nó kiểu như là mủ cao su ấy nhỉ. Ừ. Đấy, cái này làm đệm được ấy. Cái này bao tiền anh Thắng? Hôm nay 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi à? Nó nhìn giống Nam Móng nhỉ. Nam Móng. Ừ. 8 triệu rưỡi. Bắt đầu có khách đây. Khách bắt đầu ra chợ. Đồng vui quá nha. Bắt đầu nắng giáo có khách ra đấy. Cây này vẫn chưa bay à? Dập dình rồi. Từ giờ đến trưa. Kiểu này chờ chợ trưa đấy. Chắc cứ chờ chợ trưa. Đằng nào bây giờ mua cũng chưa trở về. À, ôi, xem Hải. Hải nhiều quái vật lắm. Ngày. Hôm nay trà đá nhìn cũng nhuận phết nhỉ. Đây này vừa đánh cho sưng hết cả đầu. Anh Hải. Rồi trà đá nhìn cũng nhuận phết đấy. Nhìn kìa. Đấy kìa. Nhìn kìa. Này. Bác chào ra được xin. Bé ơi, tôi bắn đang bé ơi. Xì đây. Ông mua cây à? Ông mua cây nào sao đây? À đây à. Ui hay quá. Ừ. Gọi là thiên nhiên đấy. Quà tặng của thiên nhiên. Quá đẹp. Chôm chôm nhưng mà gọi là mu ốc câu ấy. Ngon bổ rẻ. Không đau lưng. Hàng xách tay. Đấy. Này con béo bán trà đá đợt này nó ăn cái gì mà nhìn nó màu mỡ thế. Ừ, mát rời trên này nhỉ. Nhất trời mưa nhì buổi trưa. Cái cây này thì bao nhiêu tiền anh ạ? 400 một cây, đổ đồng. À, đồng. Cây trọt hết. Đồ đồng. Liên hệ theo số nào nhỉ? Đọc lại cái nhỉ? 032. 6292. 6292. 514. Hải An Khánh. Đấy. Bảo mua cây xong lại khuyến mại vào cho Bảo Sơn chứ một ngày. Đấy, anh em thấy nó có... Như vậy các em gái, hấp dẫn nó không được đâu. Phải. Bạn gái mà loa phải to ấy được. Loa to, cho Bảo Sơn xem chứ... đi voi ỉa. Đấy, này, xách tay này. Nghe đồ thích, vừa mua được cây thì loa Bảo Sơn chơi nữa. Đấy. Được ăn, được chơi. Có cái mang về. 400 đổ đồng. Cái này có lẽ là nên múc tất cho rơi đỡ đau đầu. Cây nào cũng đẹp. Mỗi cây một vẻ mà. Ui giời, xách tay luôn, có cả quay này. Có cả quay đeo này anh này. Vừa được vào Bảo Sơn chơi. Sướng anh ơi. Đấy. Không cây nào giống cây nào, mỗi cây một vẻ. Đấy. Cây nào cũng có cái quai sách. Về treo lên này cũng được. Đấy anh em. Mua nhanh không hết. Không có nhiều đâu. Đấy. Đấy thấy chưa. Cây nó phải thế này mới gọi là cây chứ. Nghe không? Đấy một cây là ông lấy rồi. Nhanh còn kịp. Nhanh 1, 2, 3, 4, 5. 5 à? 5, 4, 20 à? Úi giời, quá êm. Quá êm ai?
ok đấy. Cần chục người không? Ừ? Cần chục người. Người lên từ nãy giờ rồi. Bộng nữa. Lò xo thôi, xem lò xo thôi. Lò xo. Ui trời ơi. Trời chết chết. Bộng này bú khỏe lắm đấy. Tọp 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 tọp. Chết chết. Bú cái lại về lại phải bơm lại chết. Chết chết chết. Thấy chưa? À, úi xuồi. Rực rỡ chưa? Một người mình ông mua 3 cây liền. Chanh, ổi, hoa. May là hoa quả sơn sốt rồi, hoa cây quả sốt rồi. Nhiều quả thế nhỉ? Nhiều quả. Đấy. Vẫn có quả bình thường mà. Ông mua cả cây phượng này. À, có quả này. Chẳng được 3 cây đấy nhỉ. Cao cây này là anh mua. Tưởng đâu chẳng 3 cây.